Ở tuổi 33, Nguyễn Văn Lai đã xác định SEA Games 30 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Và một tấm huy chương vàng sẽ là lời chia tay hoàn hảo sau quãng thời gian dài gắn bó với điền kinh Việt Nam. Nhưng sự xuất hiện đầy bất ngờ của vận động viên nhập tịch người Thái Lan đã khiến mọi thứ thay đổi. Nguyễn Văn Lai chỉ có thể giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng. Chưa hoàn thành được cái mục tiêu, cái nhiệm vụ của mình đề ra, còn một chút tiếc nuối nên mình quyết định sẽ quay lại đội tuyển và tập luyện hết SEA Games ở Việt Nam năm 2021. Ở lại thêm một kỳ SEA Games cũng đồng nghĩa khi ấy Nguyễn Văn Lai sẽ bước sang tuổi 35. Rất nhiều thách thức để duy trì nền tảng thể lực, phong độ khi những đối thủ ngày một mạnh thêm. Nhưng niềm tự hào được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của cổ động viên nhà đã thôi thúc Lai. Đặc biệt là khi anh còn có sự ủng hộ của gia đình, nhất là cậu con trai lớn. Con trai đầu tiên 6 tuổi đó, động viên bố tập tiếp là SEA Games Việt Nam để con đi xem, nên thôi bố suy nghĩ một vài ngày rồi quyết định tập lại để thi đấu nốt SEA Games Việt Nam vì SEA Games 31 sắp tới. Động lực từ gia đình thôi thúc Nguyễn Văn Lai bước vào tập luyện ngay từ bây giờ. Trở lại đội tuyển sau thời gian về đơn vị, những khát khao cũng ngày một lớn lên để giúp Lai hướng về phía trước. Còn một chặng đường cái dài nữa mình chưa nói trước được, nhưng mục tiêu của mình vẫn là giành thành tích tốt nhất và huy chương cao nhất cho đem về cho thể thao Việt Nam. Đã giành 4 huy chương vàng SEA Games cùng nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp, nhưng sẽ thật trọn vẹn nếu Nguyễn Văn Lai có được vinh quang tại kỳ SEA Games trên sân nhà. Đó sẽ là cái kết hoàn hảo và viên mãn cho sự nghiệp của một trong những vận động viên kỳ cựu nhất và giàu quyết tâm nhất của thể thao Việt Nam.